Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe em đàm mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác có truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Euro. Và như quý vị và các bác cũng nghe em đã biết Pewler, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và trong lĩnh vực âm thanh thì có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Và cái dòng củ loa của Pewler đã được Quang Minh Audio khai thác và tuyển chọn rất là kỹ, và có nhiều clip mà Quang Minh Audio đã chia sẻ đến quý vị và các bạn nghe. Loa bát, của loa chung, của loa chép rất là đa dạng. Loa chép của Pewler thì có rất nhiều mã khác nhau, chép bằng giấy, bằng lụa và bằng titan. Bằng titan thì có những con mặt vuông như này hoặc những con mặt tròn, có nhiều cái mã khác nhau. Và clip này thì Quang Minh Audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bác nghe cái dòng loa chép bằng titan với vành hợp kim nguyên khối, một trong những cái mã loa chép mà với chất lượng cũng khá tốt nhất hiện nay của Pewler. Loa chép hỏa tiễn bằng titan với vành hợp kim nguyên khối này, anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa khác nhau, nghe nhạc karaoke, loa kéo, anh em đều có thể sử dụng được. Loa chép bằng titan tiếng nó rất là sáng, những con chép của Pewler này anh em có thể ghép với cả những cái lồng loa full, loa công suất lớn, anh em đều có thể sử dụng con này, tiếng rất hay, leng keng tí tách cực kỳ hay và không có cái cảm giác chói gắt. Thông số kỹ thuật này là Super Chép Vocal ở Pewler với model là P8804. Cái người anh em của nó có những cái mã thấp hơn như con 8 P8801 này, P8802 này, hay là P103 này, hoặc là con P9TVK này, P03 đều là những cái mã thấp hơn, và 8804 này nó thuộc ở phân khúc một trong những cái mã chất lượng, mã cao hơn. Mã chất lượng của Pewler thì tính tép thì cực kỳ hay. Đấy, còn Pewler P8804 này công suất tối đa 100W một chiếc, cùng với đó là trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel. Công suất 100W thì anh em biết công suất rất là lớn nhé, cực kỳ lớn đấy. Đó. Và những cái thông số của loa nó khác hẳn so với những cái hàng loa kém chất lượng. Những cái thông số này nó được in chìm ở trên sản phẩm và cực kỳ là rõ nét như này. Thương hiệu của loa, model, trở kháng, độ nhạy, công suất này cũng rất là rõ để anh em có thể nắm được cái thương hiệu của loa. Còn những cái dòng loa kém chất lượng ấy, thì những cái thông số này thường hay sử dụng tem dán, và tem dán thì anh em biết rồi, rất dễ bị làm giả và làm nhái. Dòng loa cao cấp này thì tất cả thông số được sử dụng là in chìm trên sản phẩm và cực kỳ là rõ nét, là cái điểm khác biệt so với những cái dòng loa kém chất lượng. Pewler P8804 này là dòng loa chép hỏa tiễn, và cái hoạt động đầu đạn hỏa tiễn nó là màu trắng. Còn những cái dòng, một số dòng khác thì cái hỏa tiễn nó màu đen thôi, và con này nó họng kèn đường kính vành ngang thì là 8 phân, bốn góc thì sẽ có bốn lỗ để cố định vào thùng, rất là chắc chắn nhá. Mảnh hợp kim phía dưới thì có hai cầu đấu Zinoa đã được đánh dấu âm dương, bên đỏ này là bên dương và bên âm là bên còn lại. Thay thế độ chế hay là giống loa ấy, anh em chỉ cần đi đúng cầu đấu âm dương là sử dụng thôi. Và con này anh em có thể khoét thùng để đi từ ngoài vào, hoặc anh em có thể lắp mặt từ phía trong ra đều được, phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa, nghe nhạc karaoke hay loa kéo đều có thể sử dụng được. Và đó là những cái cặp củ rời để độ chế thay thế hay là dòng loa. Và ngoài những cái cặp củ rời, anh em mà cần thêm những dòng loa tép ghép ngoài thì sẽ có những cái cặp mà đã lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, để anh em có thể ghép thêm ở ngoài. Và đặc biệt anh em nào thường hay sử dụng karaoke thì nên sử dụng những con chép mà đã được lắp mạch phân tần chuyên chép này, để bảo chống cháy và bảo vệ cho loa chép tốt hơn, đồng thời chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều cho mấy anh em chỉ sử dụng một con tụ cản. Loa chép ghép ngoài nếu mà sử dụng một con tụ cản không thì cũng vẫn có thể sử dụng chơi được, nhưng mà nó sẽ không đảm bảo bằng những cái cặp chép mà đã lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, để chơi nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Và cái mạch phân tần chống cháy loa chép này thì đã cũng có nhiều clip mà Quang Minh đã chia sẻ cho anh em đấy. Nhưng mạch phân tần con này là đang sử dụng mạch T3 và còn tụ đỏ này. Đấy, một con tụ đỏ 2.2 này, một con trở sứ 15W này, một con bọ này, một đấy, đi kèm với đó là cuộn cản đồng này, với rất nhiều vòng đấy, tiết diện rất lớn. Ở giữa mỗi con cản sẽ có lõi sắt tử ở giữa, thì các đường tín hiệu được đánh dấu rất rõ, đường T đường vào cho loa chép đã có dây đấu đi với hai cầu đấu âm dương, đúng âm dương rồi. Đường in dây đấu, dây bã nhật đánh dấu âm dương. Loa chép ghép ngoài này mà tích hợp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc sau cầu loa chính, hoặc đẩy là sử dụng thôi. Anh em sẽ đi song song với dây loa chính, âm và âm, dương và dương là sử dụng thôi, và hầu như sẽ không ảnh hưởng gì đến trở kháng hay là công suất của dàn âm thanh của anh em. Nhiều anh em muốn ghép thêm loa chép ghép ngoài nhưng lại sợ nó ảnh hưởng đến công suất hay trở kháng. Một cái điểm cần phải khẳng định với anh em là những loa chép ghép ngoài này nó chỉ bổ trợ những cái giải cao thôi, và hầu như sẽ không ảnh hưởng gì đến trở kháng và công suất, đảm bảo cho anh em không sợ bị cháy loa hay cháy âm đi. Đấy, mà chỉ bổ sung thêm những giải cao leng keng tí tách thôi. Đấy, những cái giải chép nó mà kém quá thì anh em ghép thêm để bổ sung thêm.
Quý vị và các bác cùng em cùng vào cảm nhận chất âm của cái dòng loa chép hỏa tiễn mang titan của Pure P8804 này, và sẽ test một chiếc này đang lắp mạch phân tần T3 chân cóc và dây đấu, và đây là dây trực tiếp từ âm đi ra, anh em cùng cảm nhận chất âm ấy. Và dây đấu thì anh em sẽ đi đúng dây đấu cầu đấu âm và âm, dương và dương, đúng dây đấu nha, âm và âm, dương và dương là sử dụng thôi. Tiếng tép còn leng keng tí tách và không có cảm giác chói gắt nhá. Nhiều anh em cứ nghĩ là tép titan thì nó sẽ chói gắt, nhưng mà ngược lại thì tùy tùy từng mã thôi. Còn riêng cái dòng Pure P8804 này, tép thì cực kỳ là hay, leng keng tí tách và không bao giờ có cái cảm giác chói gắt như những cái dòng loa tép mà titan kém chất lượng thôi. Rút ra này, cắm lại để anh em cảm nhận này. Quý vị và các bác vừa được cảm nhận chất âm của cái dòng loa siêu chép của Pure, còn Pure P8804, một trong những cái mẫu loa chép màng titan mà chất lượng tốt nhất hiện nay của Pure. Và còn Pure P8804 này mà anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa anh em nhé, nghe nhạc hay karaoke đều được đó. Anh em nào sử dụng con này karaoke tiếng rất hay, tiếng cực kỳ sáng và không có cái cảm giác chói gắt đâu. Và những cái cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép đầy đủ chân cóc và dây đấu này, mạch phân tần T3 này là 730.000 một cặp. Đấy, chỉ có 730.000 một cặp thôi, giá cực kỳ tốt nhé. Đó. Và ngoài những cái cặp mà lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, anh em mà cần thêm những cặp củ rời để độ chế thay thế hay giống loa, cặp củ rời hai chiếc này là 550.000 một cặp, tặng kèm tụ xin, và anh em yêu cầu sẽ hàn sẵn dây và tụ để anh em về đấu nối rất là dễ đó. Và mọi thông tin phối ghép thì quý vị và các bác em có thể liên hệ với Quang Minh Auto theo số điện thoại phía trên này, 0944737321, cửa hàng ở 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Và quý vị và các bác em có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn em trong những video clip kế tiếp nhé.